giống sen đã tiêm thì sẽ như thế nào? Sau cái video nhân giống sen đã tiêm hôm trước á, thì có nhiều bạn chỉ mình về cách nhân giống sen đã tiêm á, thì hôm nay mình sẽ test thử ha. Thực ra thì cái em sen đá này nó cũng bé bé xinh xinh thôi, mình định là không có nhân giống đâu. Nhưng mà mấy nay á, không biết sao mà nó lên rất là nhiều mầm con luôn. Nhưng mà mình thấy cái rễ nó còn yếu á, thành ra là cái cành nó cứ bị ngã ngã à. Do đó là mình sẽ quyết định hy sinh một cái em này để test thử xem là một cách nhân giống này có ok là không ha. Thì đối với sen đá tim này thì mình sẽ hủy đỉnh. Mình hủy đỉnh như là đối với mấy em sen đá thân thủ á. Đối với cái phần nhánh trên này nè, thì mình sẽ để khô vít cắt, sau đó mình ươm lại. Tuy nhiên mình thấy dài quá cho nên là mình cắt làm đôi luôn. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ kết quả nhân giống sen đá tim trong những video sau. Các bạn có thể theo dõi kênh để xem kết quả của việc nhân giống sen đá tim này nha.